Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều nào cũng vậy, người dân xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đều tập trung chơi thể thao tại nhà văn hóa và sân thể thao với các môn như bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông. Toàn xã có 6 thôn thì cả 6 thôn đều có nhà văn hóa với không gian rộng để người dân tập luyện. Ngoài ra, địa phương còn dành quỹ đất xây dựng 3 khu vui chơi ở 3 thôn và một sân vận động dành cho hoạt động thể thao. Đến nay, toàn xã Nhật Tân có khoảng 65% trên tổng số hơn 8.000 dân thường xuyên tập luyện thể thao. Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, từ ngày 15 tháng 3, phong trào tập bóng bàn tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu sôi động trở lại, thu hút nhiều người chơi. Về cơ sở vật chất, thị trấn có 4 bàn bóng bàn cùng không gian nhà tập rộng rãi, đáp ứng nhu cầu tập luyện hàng ngày của gần 30 người ở các lứa tuổi từ thanh niên đến người cao tuổi. Đây là địa phương có số lượng người chơi bóng bàn nhiều nhất huyện Khoái Châu. Thời điểm này, những người yêu thích môn bóng bàn tại thị trấn Khoái Châu đang tích cực tập luyện, thi đấu giao hữu, cọ sát để chuẩn bị tham dự giải bóng bàn trong chương trình Đại hội thể dục thể thao của thị trấn và của huyện Khoái Châu diễn ra trong thời gian tới. Dance sport hay còn gọi là khiêu vũ thể thao là bộ môn thể thao ngày càng được nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên yêu thích và tham gia tập luyện. Đây là bộ môn thể thao gồm có 10 điệu nhảy với 5 vũ điệu Latin và 5 vũ điệu Standard. Khi tập luyện bộ môn thể thao này, con người sẽ được phát huy đầy đủ các tố chất thể lực như tốc độ, sức mạnh, sức nhanh, sức bền và sự khéo léo mềm dẻo. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên có 7 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có trung bình từ 20 tới 30 thành viên. Những câu lạc bộ mạnh phải kể đến như An Đông, Quảng Trường, Bãi Sậy. Ngoài tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe thì các câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh để các thành viên có thể giao lưu học hỏi, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích. Đều đặn vào buổi chiều hàng ngày, đông đảo trẻ em ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ hào hứng chơi bóng đá cùng nhau để nâng cao thể lực và có những giây phút giải trí bổ ích sau giờ học. Trong xã có đội bóng đá nhi đồng và thiếu niên, mỗi đội hơn 10 người luôn phiên tập với nhau. Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có nơi đá bóng thoải mái, thuận lợi và an toàn, một cá nhân trong xã Nghĩa Hiệp có sân bóng cỏ nhân tạo đã cho các em đá bóng miễn phí. Nhiều năm qua, từ sân chơi thể thao này cùng với niềm yêu thích và chăm chỉ tập luyện, cho nên một số em đã được tuyển chọn lên đội bóng đá nhi đồng của huyện Yên Mỹ tham dự giải bóng đá nhi đồng cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng hạn chế hoặc dừng hoàn toàn để phòng chống dịch Covid-19, đến nay gần như tất cả các hoạt động thể dục thể thao công cộng đã được khôi phục lại bình thường. Nhờ đó mà người dân đã có thể thoải mái rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, ghi nhận tại thành phố Hưng Yên. Công viên Hồ Bán Nguyệt, tại khu vực có các thiết bị thể thao công cộng. Và mỗi buổi chiều, giờ đây lại có nhiều người tới tập thể dục thể thao. Không khí sôi động, vui vẻ, khác hẳn với thời điểm vài tháng trước, khi dịch Covid-19 còn đang bùng phát. Tôi mới ra tập từ 15 tháng 3. Vâng, trước đây ở nhà thì nói chung là tập loanh quanh ở nhà, thấy người nó rất là bức xúc mà rất là khó chịu. Từ hôm mà ra đây thì thấy là cảm giác nó khoan khoái, rất dễ chịu. Mà chân tay nó không nhức mỏi như xưa. Nói chung là cứ đến chiều là tầm 4 giờ là tôi đã có mặt ở đây rồi. Tập đến 5 giờ hơn, 5 giờ là tôi về. Ui, và từ khi mà sau thì Covid mà được cái trở lại sinh hoạt bình thường mới, chúng tôi thấy phấn khởi quá. Và hai nữa được ra ngoài thì hít thở cái không khí gọi nó trong lành, mà con người cảm nó phấn khởi, nó phấn chấn hẳn lên. Mặc dù là bây giờ được ra những cái nơi công cộng tập thể dục thoải mái, nhưng mà bản thân tôi là vẫn đeo khẩu trang để đảm bảo được sức khỏe. Còn tại sân bóng của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, những người yêu thích bộ môn bóng đá đã quay lại tập luyện mỗi buổi chiều. Đây thực sự là niềm vui sau rất nhiều ngày phải dừng chơi bóng đá để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bóng đá là môn thể thao yêu thích của tôi. Thì trong cái khoảng thời gian dịch vừa qua thì theo cái chỉ đạo công tác phòng chống dịch ấy, thì tôi không được đá. Bây giờ được quay trở lại thì bọn tôi rất là vui mừng. Chân tay rất là sảng khoái. Bị dịch và ở nhà thì cảm thấy người nó bí bách, nó rất là khó chịu. Khi dịch đã hạn chế rồi thì mình được ra những cái khu công cộng như này thì mình cảm thấy là tinh thần nó rất là vui vẻ, lạc quan và nó sẽ giảm bớt được rất nhiều áp lực khi trong những cái công việc mà có những cái stress. Không còn những ngày phải tự tập luyện tại nhà hoặc tìm những môn thể thao cá nhân, đến những địa điểm ít người để duy trì tập luyện, giữ gìn sức khỏe. Giờ đây trên địa bàn thành phố vào mỗi buổi sáng, buổi chiều, tại các điểm thể thao công cộng như vườn hoa, sân bóng, sân nhà văn hóa, hoạt động thể dục thể thao đã được khôi phục trở lại. Không khí cùng nhau tập luyện thể thao tại những nơi công cộng giúp mọi người cảm thấy hứng khởi hơn, thích thú tập luyện hơn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.